Bạn. Hello, hôm nay thì mình sẽ thực hiện một video thử một cái gì đó mới. Và hôm nay mình nghĩ là mình sẽ thử cho cái khuôn mặt của mình. Thì cái phương pháp này mình tìm hiểu cũng đã lâu rồi. Và sẵn đây thì nhà mình vừa mới tân trang lại, nên là bụi bặm nè, xi măng nè, nó rất là nhiều và nó bám lên mặt mình cũng rất là nhiều. Và mình bị nổi một số mụn ẩn ở bên góc này, ở bên vùng trán nữa. Cũng may là tối nào mình cũng sử dụng máy rửa mặt để mình rửa mặt hết, nên là mặt mình nó chỉ nổi một vài hột như vậy thôi. Nếu không thì chắc là... Cái phương pháp hôm nay mình thử đó là mình sẽ sử dụng dầu để mình massage lên mặt của mình à, đó gọi là cái phương pháp gì ta? Phương pháp dầu... trị dầu hả? Nói chung là cái phương pháp này nó là cái phương pháp mình sẽ sử dụng dầu. Mình sẽ massage lên mặt của mình để cho dầu nó sẽ hòa tan dầu á. Đúng rồi, dầu hòa tan dầu. Đó, mình sẽ massage dầu lên mặt của mình và nó sẽ đẩy những cái dầu thừa nè, những cái mụn ẩn mà nằm sâu trong da của mình, nó sẽ đẩy ra hết. Thì cái lý thuyết đó là như vậy. Thì hôm nay mình sẽ thực hành cho các bạn xem trong cái video này để xem nó có đúng như vậy hay không nha. Và những loại dầu các bạn có thể sử dụng đó chính là những loại dầu từ thiên nhiên, như là dầu hạt nho nè, dầu nụ tầm xuân nè, các thứ các thứ. Những cái loại dầu mà có chất nhẹ nhẹ các bạn không sử dụng được, những loại dầu mà nặng nặng như là dầu dừa, dầu ô liu hay là dầu ăn gì đâu nha. Cái đó thì nó sẽ banh cái mặt bạn luôn á. Nếu như các bạn không có những loại dầu thiên nhiên như mình thì các bạn cũng có thể sử dụng những loại dầu tẩy trang mà các bạn đang sử dụng. Thì cái này thì mình cũng không khuyến khích các bạn sử dụng nữa, bởi vì trong cái dầu tẩy trang á thì có rất là nhiều thành phần. Mình không biết sử dụng massage 30 phút trên mặt thì nó có bị kích ứng hay là gì không, nên là mình nghĩ các bạn tốt nhất là nên sử dụng những cái loại dầu dưỡng mà đến từ thiên nhiên nha. Trước tiên thì các bạn cần phải vệ sinh tay thật là sạch sẽ và rửa mặt mình thật là sạch sẽ. Nếu mà có make up thì tẩy trang thật là sạch. Sau đó thì các bạn có thể xông hơi để lỗ chân lông của mình nó sẽ nở ra. Nó sẽ giúp cho cái việc massage da mặt của mình, nó sẽ đẩy những cái bụi bặm, những cái dầu thừa ra dễ dàng hơn. Thì mình vừa mới nãy thì mình cũng đã thực hiện rồi. Và cái dầu hôm nay mình sử dụng để massage đó là cái loại dầu mà các bạn sẽ quen mắt nhất luôn đó, đó chính là cái em dầu hạt nho này của mình. Và mình cần cái một cái điện thoại ở đây. Hiện tại thì mặt của mình không có một cái lớp makeup nào hết, mình chỉ có sơn môi thôi, bởi vì cái cách này thì nó không có đụng gì tới môi hết, nên là mình vẫn để cái lớp sơn môi nha. Mình sẽ hẹn giờ ở đây là 30 phút. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình massage cái mặt mình luôn đây. Mình sẽ bấm cho nó chạy luôn nha. Mình sẽ sử dụng cái loại dầu dưỡng này, nhưng mà mình đã chiết ra trong cái chai nhỏ này rồi nè, nên là mình sẽ sử dụng cho hết cái chai trong đây luôn nha. Mình rất là yên tâm khi mà massage cái em dầu hạt nho này lên mặt của mình, bởi vì mình sử dụng em này cũng được 1 năm rồi. Và chỉ là một chai duy nhất như thế này thôi, mình vẫn chưa có mua chai mới. Nó sử dụng khá là lâu luôn, nhưng mà nó không có bị kích ứng, với lại nó dưỡng ẩm cho da mình rất là tốt, nên là mình sẽ sử dụng tiếp tục. Mình đang mong chờ sử dụng hết em này để mình đổi qua cái loại dầu mới, nhưng mà nó vẫn chưa hết. Các bạn sẽ massage mà kiểu mà dùng tròn vòng tròn vậy nè, xoay vòng như thế này nè, giống như là các bạn đang rửa mặt vậy. Mình sẽ massage kỹ hơn những cái phần mà nó có mụn ẩn hoặc là sợi bá nhờn hoặc là mụn đầu đen gì đó đó, ở ngay cánh mũi nè, ở ngay khúc này và trán của mình. Nãy giờ mới có 2 phút thôi. Mình sẽ đổ thêm dầu vào tay của mình nha. Các bạn nhớ là massage thật là nhẹ nhàng thôi, đừng có mạnh tay quá. Vẫn chưa có cái gì nó xuất hiện hết các bạn ơi. Mới có 3 phút thôi hả? Mình vẫn chưa thấy cái hiện tượng nào hết. Và mình đang rất là mất kiên nhẫn đó nha. Bây giờ đã 5 phút rồi, mình vẫn chưa thấy cái hiện tượng nào mà đẩy cái nhân mụn đã hết. Cố lên, cố lên. Mình đang có suy nghĩ là video này nó đang bị fail quá các bạn. Mình vẫn chưa thấy cái hiện tượng nào nó xuất hiện trên mặt mình hết. Như những cái video khác mình đã xem thì người ta massage như thế này thì những cái nhân mụn nó sẽ tự rơi ra trong cái lúc chúng ta massage như thế này. Ok, mới 5 phút thôi, chắc chưa có gì đâu. Bây giờ đã 10 phút rồi các bạn ơi. Và cái mặt mình vẫn là như vậy, không có cái hiện tượng nào nó xuất hiện nữa. Trời ơi. Ok, bây giờ
giờ đã gần 15 phút rồi nè. Mình đang cảm thấy rất là mỏi tay rồi đó nha. Các bạn có thấy không ta? Mình mới lấy vừa lấy một cục ở trong cái mặt mình ra nè các bạn. Wow. Mình mới vừa lấy một cục này ra ở trong cái phần mặt bên đây của mình. Và mình sẽ cố gắng mới xài tiếp. Tốc độ. Mình sẽ để ở trong đây, lát nữa mình sẽ coi lại nha. Này mình để vậy chắc các bạn không thấy đâu bởi vì không có thấy được. Lát nữa mình sẽ quay kỹ lại cho các bạn xem. Mình sẽ cố gắng massage ở bên cái phần mặt này nhiều hơn. Mình đang cảm thấy cái phần này của mình hình như nó đang gần láng láng đi một chút đó các bạn. Bạn. Nhưng hình như mình cảm thấy cái cục mụn ở đây thì nó vẫn còn nè. Một cục nữa. Bây giờ là 23 phút rồi. Lại một em nó xuất hiện nè. Mình thường hay bị những cái mụn ở xung quanh cái đường chân tóc này nè. Bởi vì mình rửa mặt thì mình đâu có rửa được trong cái vùng chân tóc đâu. Nên là mình cảm thấy mụn ở đó rất là nhiều. Nên là mình cũng sẽ cố gắng massage chỏng luôn nha. Mình để tay vậy sao nó không lấy được cái nốt những cái cục mụn của mình ta. Bây giờ là 25 phút rồi. Một em nữa, trong hợp pháp cuối cùng nó đã xuất hiện. Còn 2 phút nữa thôi. Mình không hiểu sao mà lúc cái mặt mình massage thì nó không ra được nhiều mụn như là mặt của người ta. 2 phút đã trôi qua rồi mà mình vẫn chưa thấy xuất hiện một cục mụn nào mới nữa. Phút này của mình cảm giác nó hơi mịn mịn một chút rồi nè. Hình như mắt mình bị vô dầu đây sao nó bị mờ mờ mắt luôn á trời. Bây giờ mình sẽ tập trung vào cái mũi của mình. Những phút cuối cùng. Mười ba giây nữa vẫn chưa có cục mụn nào mới xuất hiện. Ok, bây giờ mình sẽ quay những nốt mụn ở trên tay của mình cho các bạn xem nha. Ok, đây là những nốt mụn nãy giờ mình đã massage trên mặt của mình á nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cục. Mình đã thu thập được 6 cục như thế này. Mình sẽ lấy khăn giấy mình chùi bớt dầu trên tay mình đi. Giờ cái mặt mình như là một cái chảo dầu ở trên mặt vậy đó. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi rửa mặt lại với sữa rửa mặt dịu nhẹ để cho nó tránh kích ứng da của mình. Mình sẽ bôi cho nó bớt đi dầu. Sau đó mình sẽ đi rửa mặt. Mình mới vừa rửa mặt và mình chỉ rửa mặt với sữa rửa mặt dịu nhẹ thôi, với cái mục đích là nó sẽ chui bớt cái lượng dầu trên mặt của các bạn đi. Nếu không là cái mặt mình sẽ như cái chảo dầu vậy đó. Lau cho nó khô nước đi là xong. Thì bây giờ mình sẽ quay kỹ hơn cái mặt của mình sau khi mình đã massage cái mặt với dầu xem nó sẽ như thế nào nha. Đầu tiên sẽ là những cái nốt mụn ẩn ở bên góc này. Góc này thì mình phải quay ngược nắng thì nó mới thấy được. Cái tay sờ vào cũng cảm giác là không còn sần sần như là lúc đầu nữa các bạn ơi. Cái nốt mụn mới ở trên đây nó khá to nên là mình thấy vẫn còn. Nó vẫn còn những nốt ở đây, nó vẫn chưa hết hoàn toàn các bạn. Và đây là trên trán của mình. Những cái nốt này hình như là mới mọc nên là nó vẫn chưa ra. Và đây là cái phần mũi. Những sợi bã nhờn ở trên mũi thì mình thấy nó cũng đã sạch bớt. Ok, sau 30 phút thì mình thấy cái mặt mình nó hơi bị đơ đơ cái mặt luôn. Bởi vì mình massage mặt mình trong một thời gian nó quá là dài. Trước giờ thì mình massage mặt mình không bao giờ mà dài như vậy. Chỉ khoảng 10 phút, 5 phút là mình đã ngừng rồi. Hôm nay mình massage tới tận 30 phút nên là mình cảm thấy cái mặt mình nó hơi đơ đơ một tí xíu. Sau khi mình massage mặt của mình với dầu, mình cảm thấy cái mặt của mình cũng rất là thư giãn cái mặt của mình. Và da mình rờ vào nó có vẻ là mịn hơn. Cái nốt mụn ẩn ở đây thì lúc mà tay mình sờ vào nó cũng bớt sần sùi hơn lúc mà mình chưa massage. Có điều mà những nốt mụn mới mọc hôm nay thì nó vẫn không thể nào ra được như là những cái nốt mụn to to.
ở đây thì nó cũng không có ra. Nên là mình nghĩ mấy bạn nào mà hay những bạn nào mà có mụn ẩn hay là sờ bá nhờn hay là mụn đầu đen thì có thể sử dụng cái cách này thử. Nhưng mà những cái bạn nào mà có mụn mủ, mụn viêm thì mình nghĩ không nên sử dụng, bởi vì những cái mụn đó thì mình nên hạn chế rờ tay lên mặt của mình, nếu không nó sẽ bị nhiễm trùng, nó sẽ làm cho cái mụn của mình nó sẽ bị nặng hơn nha. Nhưng mà bây giờ con mắt của mình đang bị cảm giác nó mờ mờ sao á, mờ như cái focus của cái máy chụp hình của mình luôn. Bị vô dầu rồi. Ok, sau qua cái video này thì mình nghĩ các bạn cũng nên thử cái cách này xem. Mình cũng thấy nó khá là hay hay, bởi vì lúc mà mình massage như vậy thì cái mặt của mình nó sẽ được thư giãn nè. Và lúc mà bạn massage được cái nhân mụn nó trồi ra thì các bạn cái cảm giác nó rất là... sao ta? Nó rất là phấn khích luôn á. Nên là mình nghĩ các bạn cũng nên thử xem, trải nghiệm xem cái cách này. Mình cảm thấy nó cũng khá là hay. Ok, vậy là video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Và hy vọng các bạn sẽ thích cái video này. Và mình cũng hy vọng là cái cách này nó sẽ hữu ích với các bạn. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Nhưng mà video này cũng chưa kết thúc đâu, bởi vì ngày mai mình vẫn sẽ quay cái mặt của mình lại xem lúc mà mình massage một cái lượng dầu lớn như vậy lên mặt của mình thì ngày mai nó có bị nổi thêm mụn hay là nó có bị kích ứng gì cho da mặt của mình hay không. Thì ngày mai dậy thì mình sẽ quay lại toàn bộ khuôn mặt của mình nha. Ok, đây là mặt của mình sau 2 ngày. Đáng lẽ là hôm qua là mình phải quay cái mặt của mình cho các bạn xem rồi, nhưng mà bây giờ mình mới nhớ ra. Thì sau khi mình sử dụng tinh dầu để mình massage mặt của mình thì sau 2 ngày mặt mình vẫn không có một nốt mụn nào mới nổi lên, cũng không có kích ứng gì hết. Cái nốt mụn hôm bữa nó mọc ở đây thì bây giờ nó đã rớt cái nhân lên rồi, nó chỉ còn một cái vết thâm nhỏ như thế này thôi. Và những nốt mụn ở đây thì nó vẫn còn 1-2 nốt thôi à. Nói chung là sau khi mình áp dụng cái phương pháp massage mặt với dầu trong 30 phút thì mặt mình không có bị kích ứng, không có nổi thêm mụn, nên là mình cũng thấy nó cũng khá là ok. Và mình nghĩ nếu như các bạn cũng muốn sử dụng cái tip này thì các bạn nên sử dụng vào buổi tối trước khi đi ngủ. Sau khi các bạn rửa mặt sạch sẽ, tẩy trang các thứ sạch sẽ mặt mình thì mình sẽ tông hơi, sau đó mình sẽ massage da mặt, sau đó mình sẽ rửa lại cho nó sạch, bớt dầu trên mặt của mình, sau đó mình sẽ đi ngủ, thế là xong. Còn nếu như mà bạn nào sử dụng mà dầu tẩy trang để massage thì mình nghĩ là các bạn phải rửa sạch thật là kỹ. Còn nếu các bạn sử dụng những cái loại dầu dưỡng như mình thì mình nghĩ là rửa sơ sơ là được rồi, bởi vì nó cũng có cái chất dưỡng ở trong, nên là mình chỉ cần rửa sơ sơ thôi để cho mặt mình nó bớt dầu thôi à. Và hiện tại thì mình cũng đang thử một cái loại mặt nạ mới, đó là cái này. Mình đã thử em này được khoảng 2 lần rồi và mình thấy nó cũng khá là ok. Nên là mình sẽ thử trong vòng 1 tháng để mình xem nó kết quả nó như thế nào cho các bạn xem. Nên là các bạn nào cũng đang muốn tìm hiểu một cái loại mặt nạ đến từ thiên nhiên thì các bạn hãy đón xem cái video mình sẽ test cái em sữa ông chúa này trên mặt của mình nha. Ok, vậy là mình nghĩ là gì, vậy là mình đã nói đầy đủ chưa ta? Mình hy vọng là mình đã nói đủ tất cả các ý mà mình đã cảm nhận trong cái video này. Và nếu như các bạn cũng có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới cho mình biết. Nếu như mình biết cái câu trả lời đó thì mình sẵn sàng trả lời cho các bạn thôi. Ok, bye bye.